giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc ơi con chim chiên chiên hót chi mà vang trời từng giọt lòng lanh rơi tôi đưa tay hướng về mùa xuân người cầm súng lòng dắt đầy trên lòng lanh rơi tôi đưa tay hướng về mùa xuân người cầm súng lộc dắt đầy trên lưng mùa xuân người xa đồng lộc trái dài nương chim hót ta làm một nhành hoa một nốt trầm sao xuyên tan biến trong hòa ca mùa xuân một mùa xuân nhỏ nhỏ lặng lẽ dâng cho đời mùa xuân mùa xuân mùa xuân tôi xin hót Việt Nam. Và xin được kính chào các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý khán giả truyền hình. Chúng ta đang cùng đến với chương trình kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 với chủ đề Y tế Việt Nam đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.
Kính thưa quý vị, trong những năm qua, dù còn rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, từng bác sĩ, từng điều dưỡng cho tới toàn thể cán bộ, nhân viên của ngành y tế đã và đang nỗ lực không ngừng đổi mới toàn diện để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đó là đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển giao kỹ thuật, và đặc biệt là đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay, ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúng ta sẽ cùng tôn vinh những người chiến sĩ áo trắng, tôn vinh những hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về phía Bộ Y tế, chúng tôi trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế. Thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các ban bộ ngành, các cơ quan trung ương, và cũng xin được giới thiệu các cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí, và đặc biệt là những người thầy thuốc đã có nhiều đóng góp trong thời gian qua. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tập đoàn TH đã đồng hành cùng Bộ Y tế trong chương trình này. Kính thưa quý vị và các bạn, vào đúng ngày này cách đây 62 năm, ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho ngành y tế. Vừa chân tình, vừa gửi gắm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao phó cho ngành y tế trách nhiệm cao cả là chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Và từ đó đến nay, lớp lớp các thế hệ thầy thuốc đã thực hiện theo đúng lời Bác Hồ căn dặn và không ngừng hoàn thiện, đổi mới, ứng dụng các công nghệ kỹ thuật mới hiện đại, giúp người dân ngày càng hài lòng với các dịch vụ của ngành y tế. Sau khi giành được độc lập dân tộc, thì mối quan tâm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm thế nào cho dân cường, nước thịnh. Yếu tố đầu tiên làm cho dân cường chính là sức khỏe. Trọng trách chăm lo sức khỏe cho toàn dân được Bác Hồ tin cậy giao phó cho ngành y tế. Trong thư gửi Hội nghị Cán bộ Y tế Toàn quốc ngày 27 tháng 2 năm 1955, Bác Hồ đã căn dặn: người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu. Lớp lớp các cán bộ y tế cách mạng của Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện lời Bác, xây dựng nên sự nghiệp y tế như ngày hôm nay. Những bác sĩ, thầy thuốc đầu tiên của Việt Nam đã được đào tạo trong hoàn cảnh cái gì cũng khó và thiếu thốn. Không có điện chiếu sáng cho phẫu thuật, giáo sư Tôn Thất Tùng cho dùng đèn xe đạp. Không có dụng cụ cân đong đo đếm tại phòng thí nghiệm, giáo sư Đặng Văn Ngữ đã cắt ống sậy làm cốc đong, ống nứa, ống tre làm ống nghiệm. Thân cây ngô sau thu hoạch được giáo sư Ngữ ép lấy nước nuôi nấm làm thuốc kháng sinh. Một lượng thuốc kháng sinh đáng kể đã được sản xuất ra như thế và đã góp phần cứu sống nhiều thương binh, bệnh nhân lúc bấy giờ. Thế hệ tiền bối của nền y học cách mạng Việt Nam đã thực hiện lời dạy của Bác Hồ như thế. Khó khăn chồng chất, hết chiến tranh lại bị bao vây cấm vận. Nhưng những thành tựu y học như mổ gan khô của giáo sư Tôn Thất Tùng, châm cứu của bác sĩ Nguyễn Tài Thu, chữa bỏng của bác sĩ Lê Thế Trung không chỉ là niềm tự hào của nền y tế Việt Nam, mà nó còn là những đóng góp của y tế Việt Nam làm phong phú thêm tri thức của y học thế giới. Vươn tới đỉnh cao của y học hiện đại là khát vọng chính đáng của những người thầy thuốc. Từ những năm 90 trở về trước, ghép tạng vẫn là vấn đề xa vời đối với y học Việt Nam. Nhưng đến nay, chúng ta đã ghép được thận, gan, tim, tụy, đa phủ tạng.
Và chỉ cách đây vài ngày, các bác sĩ bệnh viện Quân y 103 đã thực hiện thành công ca ghép phổi cho cháu bé 7 tuổi. Ngành ghép tạng của Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, nhưng cái số lượng chưa được nhiều. Và các tạng, ví dụ như chúng tôi còn phải triển khai ghép mặt, rồi ghép chi thể, rồi ghép tiểu cung, rồi dần dần tới ghép những cái bộ phận khác nữa. Thì trong tương lai thì chắc chắn là sẽ phát triển với điều kiện là người dân hiểu để có thể cho tặng. Việt Nam cũng đã ghi tên mình vào danh sách 39 quốc gia sản xuất được vaccine trên thế giới và là nước thứ tư tại khu vực châu Á có thể sản xuất được vaccine phối hợp sởi rubella. Dự kiến vaccine này sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng vào năm nay. 7 giờ 20 phút sáng ngày 22 tháng 1 năm 2016, một em bé đã được chào đời bằng phương pháp mang thai hộ, lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Sự kiện nhân văn này đánh dấu sự thành công về kỹ thuật mang thai hộ, tạo điều kiện cho các gia đình hiếm muộn có cơ hội được làm cha, làm mẹ. Đến nay, cả nước đã có gần 200 hồ sơ mang thai hộ được duyệt, trong đó có hơn 30 gia đình đã được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Việt Nam chúng ta cũng là trên cái bản đồ thế giới cũng đánh dấu thêm là một trong những nước mà đã thực hiện cái kỹ thuật mang thai hộ mà rất nhân văn, nhân đạo này và đã làm rất là thành công. Trong thời gian qua, đã có gần 700 bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa được đưa vào sử dụng, nâng tổng số giường bệnh thực kê lên hơn 31,4 giường bệnh trên một vạn dân, góp phần giảm tải và giải tỏa áp lực cho nhiều bệnh viện tuyến trung ương. Bằng nhiều nguồn vốn, các bệnh viện đã chủ động đầu tư trang thiết bị y tế với mong muốn chăm sóc sức khỏe người dân tốt nhất. Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư hệ thống robot phẫu thuật người lớn hiện đại nhất hiện nay, cho phép các bác sĩ tiến hành phẫu thuật hiệu quả, an toàn và vượt trội. Điều đáng nói là dù kỹ thuật cao với mức chi phí lên cả 100 triệu, nhưng với những người dân tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán từ 30% đến 40% chi phí. Tham gia bảo hiểm y tế cũng chính là giúp người dân giảm chi tiêu từ tiền túi trong chăm sóc y tế, nhất là theo lộ trình trong thời gian tới, giá dịch vụ y tế sẽ được tính theo hướng tính đúng, tính đủ. Bảo hiểm y tế sẽ là một phần không thể thiếu đối với mỗi người dân. Điều này cũng đặt ra thách thức cho ngành y tế phải cung cấp dịch vụ hoàn hảo từ chất lượng khám chữa bệnh, cơ sở vật chất đến sự hài lòng của người dân khi tới các cơ sở khám chữa bệnh. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhìn lại chặng đường lịch sử của ngành y tế Việt Nam với rất nhiều thăng trầm, nhiều gian khổ nhưng cũng rất nhiều dấu mốc vinh quang. Và thưa quý vị, và có thể nói là đã có những bước tiến không chỉ là về công nghệ mà còn có sự đổi mới mạnh mẽ trong phong cách, thái độ phục vụ của ngành y. Và điều này thì đã được cả xã hội công nhận trong những năm gần đây. Chính kết quả đó đã tạo ra một cảm xúc khá là đặc biệt cũng như là một dấu ấn phát triển mới của ngành y tế trong buổi lễ ngày hôm nay. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế lên phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Kính thưa đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, địa phương. Kính thưa các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế, quý vị đại biểu và khán giả truyền hình. Trong không khí cả nước mừng Đảng, mừng Xuân, Đinh Dậu năm 2017, hôm nay Bộ Y tế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Thành Thuốc Việt Nam. Trước tiên, cho phép tôi thay mặt ngành y tế xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các đại biểu, khách quý và khán giả truyền hình tới dự và theo dõi chương trình này. Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, đại biểu, theo dòng chảy thời gian của lịch sử cách mạng Việt Nam, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lương y như tử mẫu, các thế hệ thầy thuốc và nhân viên y tế trên mọi miền đất nước đã tận tụy hy sinh để bảo vệ sức khỏe nhân dân qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cũng như khi hòa bình lập lại, xây dựng đất nước bằng trí tuệ, lòng yêu nước vô hạn và tình nhân ái sâu sắc.
Hàng vạn cán bộ y tế nhiều thế hệ đã thầm lặng hy sinh, chiến đấu không mệt mỏi và ngày đêm để chăm sóc cứu chữa thương bệnh binh, người bệnh, dập tắt kịp thời nhiều vụ dịch nguy hiểm, xây dựng tổ chức mạng lưới rộng khắp từ trung ương đến địa phương, từ miền đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến nông thôn, kể cả nơi hải đảo xa xôi hẻo lánh để phục vụ nhân dân, ở đâu có người, ở đó có đội ngũ thầy thuốc. Với quan điểm đổi mới và hoàn thiện hệ thống Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, ngành y tế không ngừng củng cố, mở rộng, phát triển và đổi mới toàn diện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp nhận các dịch vụ y tế có chất lượng cao, chủ động phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ngay tại cộng đồng. Rất nhiều bệnh dịch mới nguy hiểm đã được phát hiện, khống chế và đẩy lùi, không để dịch lớn xảy ra. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đầy đủ trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai, phụ nữ trong tuổi sinh đẻ đạt trên 90%. Các giải pháp quyết liệt để đổi mới thái độ, phong cách, phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp tại các bệnh viện đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, được người dân đồng tình ủng hộ. Các công trình y tế từng bước được xây mới, nâng cấp và hoàn thiện, đưa vào sử dụng hiệu quả, giúp quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hệ thống các bệnh viện ngày càng được củng cố, phát triển. Nhiều kỹ thuật chuyên môn cao đã được thực hiện tại các bệnh viện trung ương như ghép tạng, nội soi, phẫu thuật robot, v.v. và chuyển giao một số kỹ thuật cao cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, tiến hành chấm điểm và công khai điểm chất lượng bệnh viện để người dân đánh giá, bước đầu tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các bệnh viện, kể cả bệnh viện công lập và ngoài công lập. Chính sách bảo hiểm y tế đúng đắn hướng tới bao phủ toàn dân đã phát huy hiệu quả thiết thực trong khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và đại bộ phận người dân. Số người dân tham gia bảo hiểm đạt 81,7%, vượt chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ giao. Mặt khác, ngành y tế cũng đã quyết tâm nỗ lực đổi mới cơ chế tài chính theo hướng giá dịch vụ y tế do bảo hiểm chi trả sẽ được tính đúng, tính đủ nhằm giảm chi tiêu tiền túi của người dân, thúc đẩy người tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm bớt ngân sách cho nhà nước. Đồng thời, ngành y tế cũng tham mưu cho Chính phủ ban hành các cơ chế giao quyền tự chủ đối với các cơ sở y tế công lập, cơ chế kết hợp công tư, khuyến khích phát triển y tế tư nhân, huy động nhiều nguồn lực cho việc cung cấp các dịch vụ y tế. Một số chính sách mới nhằm tinh giản bộ máy bước đầu được thực hiện, như tại tuyến tỉnh thực hiện mô hình trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sát nhập các trung tâm y tế không có giường bệnh, và tại tuyến huyện thì sát nhập trung tâm bệnh viện huyện và trung tâm y tế thành trung tâm y tế hai chức năng, vừa làm cả nhiệm vụ y tế dự phòng và khám chữa bệnh, từ đó sẽ giảm bớt được nhiều biên chế. Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng chấp hành của Tổ chức Y tế Thế giới, tạo điều kiện để y tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Sắp tới đây, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngành y tế sẽ tập trung tăng cường cho y tế cơ sở bằng nhiều giải pháp, chính sách như đổi mới phương thức hoạt động, đổi mới cơ chế tài chính cho cơ sở, thực hiện quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe cho từng cá nhân, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, triển khai mô hình bác sĩ gia đình, xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng và gắn với mục tiêu bảo hiểm toàn dân, để mỗi người dân đều có bác sĩ có thể đến khám, chữa bệnh tại cơ sở nhằm phát hiện sớm bệnh tật để giảm chi phí điều trị, giảm tử vong, giảm tỷ lệ tai biến. Kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý, bên cạnh những thành công, ngành y tế cũng phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức. Khi chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, mô hình bệnh tật thay đổi, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân càng tăng cao, trong lúc điều kiện các cơ sở y tế chưa đáp ứng đủ, chất lượng khám chữa bệnh và khám bệnh còn chênh lệch giữa các tuyến, giữa các vùng miền của đất nước. Và vấn đề thách thức tồn tại là chấn chỉnh y đức, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện phương châm y tế dự phòng phải đi trước một bước. Trước những khó khăn đó, ngành y tế đã vượt qua mọi khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao qua. Thời gian qua, chúng ta không phủ nhận đội ngũ người thầy thuốc vẫn còn điều vướng bận và chưa được hài lòng. Ở nơi này, nơi khác mà cán bộ y tế chưa thật tâm, thật lòng, thật sức để mà phục vụ nhân dân. Nhưng thực chất, họ cũng có những đóng góp và hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cho sự phát triển đi lên của toàn xã hội. Trước những thách thức và đòi hỏi cuộc sống, bệnh tật ngày càng nhiều, xã hội cần sự tận tình, sự đồng chia, sẻ nhiều hơn nữa của đội ngũ y bác sĩ để nâng cao vấn đề y đức và chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Có như vậy, chúng ta mới thấm nhuần lời nói của đại danh y Việt Nam Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: không có nghề nào đạo đức bằng nghề y, và không nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y nếu thiếu đạo đức.
Tôi tin tưởng rằng bằng tấm lòng, bằng trách nhiệm và bằng vinh dự được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin yêu, đứng trước sinh mệnh của người bệnh, chúng ta mỗi thầy thuốc, mỗi cán bộ y tế sẽ vượt qua chính mình, xứng đáng với niềm tin cậy mà nhân dân gửi gắm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Cả ngành y tế quyết tâm đổi mới, xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại, vì dân, theo nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, trong giờ phút thiêng liêng của ngành y tế và trọng đại này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế gửi tới những người thầy thuốc Việt Nam và toàn thể cán bộ công chức viên chức ngành y tế qua các thời kỳ lời tri ân về những đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành y tế. Chúc mừng các thầy thuốc được tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, chúc mừng các chiến sĩ thi đua toàn quốc. Thay mặt toàn ngành y tế, gần nửa triệu cán bộ y tế ngành nước, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, chỉ đạo lãnh đạo đối với ngành y tế trong thời gian qua. Tôi cũng xin cảm ơn các ban, bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương, các cơ quan truyền thông, đại chúng, các tổ chức quốc tế, các cá nhân trong và ngoài ngành đã hỗ trợ, cộng tác, giúp đỡ ngành y tế hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình, đáp ứng yêu cầu, sự tin cậy và lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe đồng chí Chủ tịch nước, kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu khách quý và qua sóng truyền hình cho tôi gửi lời chúc đến gần nửa triệu thầy thuốc, cán bộ, nhân viên cả y tế trong cả nước, đến tất cả người dân trên mọi miền Tổ quốc lời chúc sức khỏe và chúc bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Vâng, quả thực là nếu mà không có quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo Bộ Y tế, trong đó có vai trò của cá nhân Bộ trưởng, thì ngành y tế không thể có được diện mạo như ngày hôm nay. Tôi rất là ấn tượng với một câu nói của bà khi trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam trong dịp Tết Đinh Dậu vừa rồi. Đó là người cán bộ y tế phải thay đổi từ trong tim, trong óc, và đã đến lúc nhân viên y tế sẽ phải cúi chào người bệnh. Có thể nói là trong mỗi quyết sách và mỗi phát ngôn của bà thì tôi thấy là không chỉ có tầm nhìn của một Bộ trưởng mà còn có trái tim của một người phụ nữ. Vâng, và có thể khẳng định là sự thành công ngày hôm nay của Bộ Y tế có sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước cũng như các cơ quan ban ngành. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên phát biểu động viên, căn dặn và chia vui với ngành y tế nhân ngày hôm nay. Xin được kính mời Chủ tịch nước. Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, thưa các giáo sư, bác sĩ, các thầy thuốc, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ngành y tế, thưa toàn thể các đồng chí và quý vị khách quý. Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự chương trình kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam với chủ đề Y tế Việt Nam đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, các giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu. Với ý nghĩa sâu sắc của lá thư đối với đội ngũ cán bộ y tế cả nước,
ngày 27 tháng 2 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của ngành y tế Việt Nam. Suốt chặng đường 62 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu, không quản gian khổ hy sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, các thế hệ thầy thuốc đã có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí. Hàng nghìn cán bộ y tế, trong đó có cố Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, giáo sư Đặng Văn Ngữ, bác sĩ Đặng Thủy Trâm, là những tấm gương sáng tiêu biểu đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Khi đất nước hòa bình, thống nhất, đội ngũ thầy thuốc lại có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, từ thành phố đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tận tụy cống hiến, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đem lại hạnh phúc cho mọi gia đình. Đặc biệt, trong những năm gần đây, ngành y tế đã có nhiều nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, qua đó góp phần to lớn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở, ngày càng được củng cố và phát triển. Công tác y tế dự phòng được chú trọng, nhiều bệnh dịch mới, nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Các dịch vụ y tế ngày một đa dạng, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Nhiều cơ sở khám chữa bệnh được đầu tư xây dựng hiện đại và đồng bộ. Kỹ thuật y học tiên tiến được chuyển giao xuống tuyến dưới, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng những thành tựu khoa học kỹ thuật của nhân loại. Cùng với đó, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế có bước chuyển biến tích cực, củng cố thêm niềm tin của người dân đối với ngành y tế nước nhà. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những nỗ lực phấn đấu, những cống hiến thầm lặng, nhưng hết sức to lớn và những kết quả rất đáng trân trọng của ngành y tế, của đội ngũ thầy thuốc trong những năm qua. Nhiệt liệt chúc mừng 134 thầy thuốc vừa được vinh dự phong tặng danh hiệu cao quý Thầy thuốc nhân dân, 1.654 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và 6 cán bộ ngành y tế được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, sức khỏe là vốn quý nhất của con người và của toàn xã hội, là nền tảng cơ bản nhất để mỗi người sống, làm việc, cống hiến, tạo ra cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân dân có khỏe mạnh thì đất nước mới cường thịnh, dân tộc mới trường tồn, nòi giống mới được duy trì và phát triển. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Để công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành y tế cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
chú trọng tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng để mỗi người, mỗi gia đình chủ động phòng bệnh, xây dựng nếp sống vệ sinh, rèn luyện thân thể, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao. Triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời dự báo và có biện pháp ngăn ngừa để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đối với sức khỏe do thay đổi môi trường và điều kiện lao động trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, đồng bào các dân tộc thiểu số, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình, chính sách. Củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở về vật chất, thiết bị và cán bộ để có đủ khả năng giải quyết cơ bản nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân ngay tại địa phương. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tiếp cận, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ y sinh học, phấn đấu đưa nền y tế nước ta đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao năng lực sản xuất thuốc, vaccine trong nước, kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, quân y và dân y trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ và đầu tư nguồn lực của các nước có nền y học tiên tiến, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đầu tư nguồn lực và hỗ trợ trang thiết bị y tế. Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nghề y là nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Mỗi thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế cần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền. Phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành, nỗ lực học tập, nghiên cứu, nắm bắt những kiến thức mới, hiện đại của y học thế giới và tinh hoa của y học cổ truyền, không ngừng nâng cao trình độ y lý, y thuật, y đức, ý thức trách nhiệm và sự hết lòng vì người bệnh, không chỉ giúp người dân vượt qua bệnh tật, giữ gìn nâng cao sức khỏe mà còn để lại trong lòng họ những tình cảm ấm áp, tốt đẹp về tình người, về đạo lý, nhân sinh. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng, là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn và kỹ thuật. Tôi trân trọng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để xây dựng ngành y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, phát triển, bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Với truyền thống vẻ vang và nhân văn của nghề y cao quý, tôi tin tưởng và mong muốn toàn ngành y tế nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cán bộ, nhân viên y tế cả nước cùng toàn thể các đồng chí
sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Kính thưa quý vị, có thể nói là nghề y thì nhiều vất vả, khó khăn, thậm chí là hy sinh bản thân, song cũng không ít vinh quang và hạnh phúc. Và hạnh phúc nhất là khi giành giật lại được sự sống cho người bệnh, thấy người bệnh ra viện được khỏe mạnh và chăm lo được cho sức khỏe của cộng đồng. Áo trắng tinh khôi chúng tôi mang cho đời những niềm vui, những hy vọng về sự sống và tình yêu con người nơi đây. Niềm tin rực cháy ân cần bên em, chúng tôi chăm lo từng giấc mơ nhỏ nhẹ nhàng bên anh, chất chiu dù ngày tháng trôi nhanh, biết chăng giọt nước mắt long lanh khi sự sống mong manh. Niềm tin đưa chúng tôi đến đây, nơi ấm áp tình người, nơi hạnh phúc giản đơn chỉ là nụ cười, mà nỗi đau dày dứt khôn nguôi. Nhưng vẫn mãi mãi một tình yêu nghề y bất tận, vì cuộc đời là hạnh phúc luôn ở trong tim. Áo trắng tinh khôi chúng tôi mang cho đời những niềm vui, những hy vọng về sự sống và tình yêu con người nơi đây. Niềm tin rực cháy ân cần bên em, chúng tôi chăm lo từng giấc mơ nhỏ nhẹ nhàng bên anh, chất chiu dù ngày tháng trôi nhanh, biết chăng giọt nước mắt long lanh khi sự sống mong manh. Niềm tin đưa chúng tôi đến đây, nơi ấm giản đơn chỉ là nụ cười, mà nỗi đau dày dứt khôn nguôi. Nhưng vẫn mãi mãi một tình yêu nghề y bất tận, vì cuộc đời là hạnh phúc luôn ở trong.
nỗi đau say dứt khôn nguôi, nhưng vẫn mãi mãi một tình yêu nghệ y vẫn tận, vì cuộc đời là hạnh phúc luôn ở trong tim, vì cuộc đời là hạnh phúc luôn ở trong tim. Ngày 22 tháng 4 năm 2015, một dấu mốc của ngành y tế tại hội nghị trực tuyến với trên 700 điểm cầu nối với tất cả các bệnh viện trên cả nước. Lần đầu tiên, người đứng đầu ngành y tế đã yêu cầu tất cả các cán bộ trong ngành cần phải thay đổi và nhìn lại chính mình. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế đưa ra một cái chủ trương và dưới dạng cả thông tư, cả tuyên truyền vận động là đổi mới và đổi mới toàn diện cái thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế để hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ngay lập tức, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã mạnh mẽ triển khai chủ trương đổi mới, phong cách thái độ phục vụ. Từng cán bộ, nhân viên trong ngành y tế đã tự ý thức được tầm quan trọng của việc đổi mới. Sau gần 2 năm được tôn trọng và thân thiện, một diện mạo mới tại khắp các cơ sở y tế đã được người dân ghi nhận. Kính thưa quý vị, có thể nói là từ thời điểm ngày 22 tháng 4 năm 2015 đến nay thì đề án đổi mới đã tạo ra sự thi đua sôi nổi ở tất cả các bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn quốc. Và không phải chỉ là những khẩu hiệu hình thức mà đề án với những nội dung cơ chế cụ thể đã ngấm vào từng việc làm hàng ngày của các y bác sĩ và toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn ngành. Thưa quý vị, và để hiểu rõ hơn ý nghĩa của đề án đổi mới cũng như nỗ lực của những người trong cuộc nhằm thay đổi chính mình, chúng ta sẽ cùng dành ít phút để giao lưu với các vị khách mời. Chúng tôi xin được kính mời lên sân khấu Tiến sĩ Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Y tế. Xin được kính mời bác sĩ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện Quận Thủ Đức, một trong bệnh viện tuyến cơ sở thực hiện đổi mới thành công. Và cũng xin được nhấn mạnh đây là bệnh viện có số điểm hài lòng cao nhất từ kết quả đánh giá độc lập của Viện Chiến lược Bộ Y tế. Chúng tôi cũng xin mời Thạc sĩ Cao Thị Thẩm là Phó phòng điều dưỡng, trưởng đơn vị chăm sóc khách hàng của Bệnh viện Trung ương Huế. Chị đã có hơn 30 năm gắn bó với vai trò là một điều dưỡng. Trước tiên thì xin được gửi lời chúc mừng tới các vị khách mời nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, đúng không ạ? Và có lẽ là chúng tôi xin được bắt đầu ngay câu hỏi với Tiến sĩ Phạm Văn Tác về cái thời điểm triển khai đề án cách đây 2 năm. Ông đánh giá thế nào về cái ý nghĩa của cái thời điểm này? Có phải đó là lúc cấp bách mà ngành y tế cần phải thay đổi hình ảnh của mình hay không? Vâng, xin kính chào Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Xin kính chào tất cả các quý vị đại biểu khách quý. Hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đó là cái mục tiêu cơ bản cũng như là cái mong muốn tột đỉnh của mỗi cán bộ y tế và của cả hệ thống y tế. Và trong suốt thời gian vừa qua ấy, thì khi mà Bộ trưởng có thực hiện chỉ đạo thì báo cáo đồng chí rằng trước hết phải nói đến rằng có một số những cái đánh giá của cái công tác cải cách hành chính năm 2011-2015 thì còn một bộ phận cán bộ y tế cũng còn chưa làm cho người bệnh hài lòng, đôi khi còn nhũng nhiễu chỗ này chỗ khác. Thế rồi một số những thông tin đại chúng cũng đưa lại như vậy. Và đặc biệt như phóng sự đã đưa ấy, thì lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 4 năm 2015 thì Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế đã chủ trì cái hội nghị trực tuyến toàn quốc với 715 đầu cầu với hơn 12.000 cán bộ y tế từ trung ương tuyến tỉnh và đến tuyến huyện. Thì thấy rằng cũng có một số cán bộ y tế từ phản ánh cũng còn phải xem xét làm cho người dân hài lòng hơn, người bệnh hài lòng hơn. Và một phần nữa chúng tôi thấy rằng bên cạnh đó thì những cái đổi mới đồng bộ trong ngành y tế, đặc biệt là đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính thì đã đưa cái giá dịch vụ mà tập trung chủ yếu dựa vào cái tính đúng tính đủ dựa vào cái bảo hiểm y tế toàn dân. Thì như chúng ta biết là có 81,7% người dân đã đóng bảo hiểm thì dựa vào cái bảo hiểm y tế toàn dân, đặc biệt là đưa cái lương và giá dịch vụ vào trong cái giá dịch vụ, lương và quanh lương cho vào giá dịch vụ. Và chính vì thế cho nên là của 36 tỉnh hiện nay đã thực hiện rồi,
Như vậy thì người dân và người bệnh cũng đòi hỏi cán bộ y tế phải có tận tình hơn và làm cho người ta hài lòng hơn. Và chúng tôi cho rằng cuối cùng thì đây cũng là một hoạt động rất cụ thể của ngành y tế để thực hiện cái chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và bây giờ là chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Chính vì thế nên ngày 4 tháng 6 năm 2015 thì Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành cái kế hoạch 2151, và đó là cái nội dung để toàn ngành y tế hoạt động hướng tới sự hài lòng người bệnh và mục tiêu chăm sóc người dân tốt nhất. Vâng, vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của tiến sĩ Phạm Văn Tác. Vâng, chúng ta cũng có thể hình dung là cái công cuộc chuyển mình của Bộ Y tế với hàng trăm ngàn nhân viên như vậy thì rất là phức tạp và khó khăn. Tuy nhiên là qua 2 năm vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được những kết quả có thể nói là rất phấn khởi và rất tin tưởng. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự để hiểu thêm về những câu chuyện mà chúng ta vừa chia sẻ và hiểu thêm về những bệnh viện, những cơ sở y tế đã có những thay đổi như thế nào.